Nghe. Rồi xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn đường kinh thủ thái âm phế gồm 11 huyệt. Bắt đầu từ huyệt thiếu dương đến huyệt ngư tế, thái uyên, kinh cừ, liệt khuyết, khổng tối, xích trạch, hiệp bạch, thiên phủ và Vân môn trung phủ. Bắt đầu từ huyệt trung phủ, chúng ta sẽ đi từng huyệt. Chuyện qua ta bắt đầu ở huyệt trung phủ. Huyệt trung phủ là nằm ở gian sườn 2, tức là giữa xương sườn 2 và xương sườn 3, và cắt đường giữa ngực 6 thốn. Đầu tiên là chúng ta lấy cái thốn giữa ngực á, từ khoảng cách giữa hai núm vú là 8 thốn. Tôi thử đo cái lại cái thốn của bệnh nhân ở ngực về thốn của tôi thế nào. Đây là 3 thốn. Chỗ này thêm một thốn là 4 thốn. Như vậy là cái thốn tại bàn tay của tôi với lại thốn ngực của bệnh nhân là nó tương đồng với nhau. Rồi. Thứ hai nữa là chúng ta xác định xương sườn 1 2 3 thế nào. Thì các bạn thấy này, đây là cái xương đòn này. Dưới cái ngay chính dưới cái xương đòn chính là xương sườn 1, nó nằm sát xương đòn luôn. Tiếp theo, đây là xương sườn 2. Đấy. Tiếp theo, đây là xương sườn 3. Thì khoảng cách ở giữa xương sườn 2 và xương sườn 3 chính là huyệt trung phủ. Nhưng mà nó nằm cách đường giữa 6 thốn. Chúng ta đo ra. Giữa ngực 3 thốn. 6 thốn, như vậy là nằm phía ngoài này. Đây. Đây là huyệt trung phủ. Thứ hai là huyệt vân môn. Vân môn thì nó cắt đường giữa 6 thốn, nhưng mà nó nằm trên bờ trên của xương sườn 2. Đây, tức là đây xương sườn 2 thì nằm ở bờ trên đây. Đấy, bờ trên luôn. Xương sườn 2. Như vậy chúng ta đã xác định được hai huyệt. Chúng ta đi sang huyệt thứ ba là huyệt trung phủ vân môn, rồi thiên phủ. Huyệt thiên phủ thì cắt đường mép nách. Đấy, đường nách trước là 3 thốn. Chúng ta xác định đường nách trước. Đây là đường rãnh delta ngực này. Đây là chính là cái đường rãnh delta ngực. Đường rãnh delta ngực này á là nó nằm ở cơ ngực và cơ delta tạo thành đường rãnh. Còn đây chính là cái nếp nách trước từ vị trí này. Chúng ta đo thốn xuống 3 thốn. Và nó nằm bờ ngoài của cơ nhị đầu cánh tay. Đây là cơ nhị đầu cánh tay, là cơ này đây. Co 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 lên nè. Đấy. Thấy đây là hai cái bó cơ này, bó cơ ngoài này, bó cơ trong này. Đấy, còn đây là bó cơ ngoài. Có nghĩa là nó nằm phía ngoài này và cắt 3 thốn so với nếp nách trước. Và từ cái nếp nách xuống nếp khuỷu ở bệnh nhân là 9 thốn. Tôi cũng đo thử cái thốn nổ tay tôi. Tùy theo tay của mọi người các bạn xác định nhé. Đây là tôi làm bản demo thôi nghe. 3 thốn này. 6 thốn này. 9 thốn này. Như vậy là đấy, thấy chưa? Như vậy là cái tay tôi vừa đúng cái thốn của bệnh nhân ở cánh tay luôn. Như vậy là chúng ta xác định đo này, 3 thốn chính là huyệt trung phủ nó thiên phủ. Như vậy là nó nằm ở đây và bờ ngoài. Các bạn châm ở sát bờ ngoài này ngay, chính là bờ ngoài này, nhưng mà ở đây có cái tình mạch đầu này. Các bạn thấy tình mạch đầu ấy này, các bạn châm tránh cái tình mạch đầu ngay, không là chảy máu và đau bệnh nhân rất nhiều. Được rồi. Rồi tiếp theo là huyệt hiệp bạch. Hiệp bạch thì cùng nó nằm bờ ngoài của cơ nhị đầu cánh tay và nó nằm dưới huyệt thiên phủ một thốn. Và tiếp theo là huyệt xích trạch. Huyệt xích trạch
Nó nằm ở bờ ngoài của cơ nhị đầu cánh tay và ngang với nếp gấp khuỷu tay. Đây, nếp gấp khuỷu tay chính là nếp này. Đây, và bờ ngoài cơ nhị đầu cánh tay đây, khi co lên này các bạn thấy cơ này này, thấy chưa? Rất căng này. Đấy, chính là cơ nhị đầu cánh tay đây. Như vậy bờ ngoài chính là siết chặt nằm chỗ này. Các bạn thấy gân cơ nhị đầu cánh tay đây không? Nhưng mà ở đây có tĩnh mạch đầu nên các bạn cẩn thận châm trúng tĩnh mạch đầu. Rồi em thả xuống. Đây. Đây là gân cơ nhị đầu đây này. Đấy. Tiếp theo là huyệt khổng tối. Huyệt khổng tối thì cắt từ cổ tay, lằn chỉ cổ tay đo lên 7 thốn hoặc từ cái huyệt xích trạch đo xuống 5 thốn. Chúng ta lấy ở bờ trong. Đây là cơ ngựa dài này, các bạn thấy cơ ngựa dài này. Đấy. Cơ ngựa dài là cơ này. À, các bạn thấy cho dễ này, em gấp bàn tay lại đây. Em duỗi bàn tay ra, không duỗi bàn tay ra nữa, đúng rồi. Em duỗi bàn tay ra nữa, đúng rồi. Đó. Cái cơ này á, chính là cơ quay một các bạn này. Cơ này, khi bệnh nhân duỗi lên, duỗi nữa, đúng rồi, hạ xuống. Khi bệnh nhân duỗi cổ tay và giãn cánh tay, thì cái cơ quay một, đấy, nó sẽ nổi rõ, rất rõ đây. Và phía trong cơ quay một đây, chính là cơ ngựa dài. Đấy, chính là cơ ngựa dài. Như vậy là bờ cơ ngựa dài nó nằm ở phần trên và phần dưới của cái cẳng tay này. Nó nằm, em để ngựa ra. Như vậy, cái cơ ngựa dài này nó xác định là có hai bờ. Cái bờ phía này là bờ trong, cái bờ phía sau này là bờ ngoài. Thì nó nằm ở bờ trong của cơ ngựa dài. Rồi. Từ xích trạch đo ra xuống 5 thốn. Tôi lấy thí dụ cái từ đây đến đây 12 thốn thì tôi lấy tay tôi là ngang với lại cái thốn của bệnh nhân. Thì tôi lấy đây là 3 thốn. 22 thốn nữa. Như vậy là 5 thốn là nằm chỗ này. Nằm chỗ này. Nhưng mà chúng ta lấy ở bờ trong của cơ ngựa dài. Đây các bạn thấy này, cơ ngựa dài là cơ này này. Thấy chưa? Bờ trong của cơ ngựa dài. Đấy. Như vậy chính là huyệt khổng tối. Còn đây là cơ gấp cổ tay quay hay còn gọi là cơ gan tay các bạn nghe. Rồi, tiếp theo là huyệt liệt khuyết, kinh cừ và thái uyên. Các bạn thấy này, huyệt thái uyên, đầu tiên xác định huyệt thái uyên cho dễ. Huyệt thái uyên là huyệt ở lằn chỉ cổ tay. Lằn chỉ cổ tay này. Phía trong là gân cơ gan tay lớn, tức là gân cơ gấp cổ tay quay, là gân cơ này này. Khi em gấp cổ tay quay gấp như thế này. Như thế này này. Đấy. Các bạn thấy này không? Gấp nghiêng về bên này này. Đấy, đúng rồi. Chính xác, khi bệnh nhân này gấp cổ tay về phía bên quay là cái gân cơ này nó nổi rõ lên. Chính là gân cơ gan tay lớn hoặc là gân cơ gấp cổ tay quay. Em thả xuống đây. Rồi. Phía ngoài là hai gân cơ giãn dài ngón cái và duỗi ngắn ngón cái. Hai gân cơ này đây. Và ở giữa chính là cái huyệt thái uyên. Nó nằm ở đầu dưới của xương quay và bờ trên của xương huyệt. Đấy, chính là huyệt này. Rồi, tiếp theo là kinh cừ. Kinh cừ thì cắt thái uyên một thốn, cùng nằm ở bờ trong của cơ ngựa dài và bờ ngoài của gân cơ gan tay lớn, cùng chính là trên đường thẳng này. Một thốn, các bạn đo. Thí dụ cái thốn của tôi bằng thốn của bệnh nhân. Như vậy là nằm điểm này.
Tiếp theo là huyệt liệt khuyết. Liệt khuyết thì nằm trên 1,5 thốn so với huyệt thái uyên, hoặc là 0,5 thốn so với huyệt kinh cừ, cũng nằm ở vị trí bờ trong của cơ ngửa dài và bờ ngoài của cơ gân gan tay lớn. Liệt khuyết. Tiếp theo là huyệt ngư tế. Huyệt ngư tế nằm ở mô ngón tay cái, nằm ở giữa của xương đốt bàn tay thứ 1, tức là bàn tay này, xương đốt này nằm ở giữa này, trung điểm của xương đốt này, nhưng mà nằm sát bờ trong của gân cơ giảng ngón cái ngắn. Rồi, thì đây chính là cái gân cơ duỗi ngón cái ngắn này, gân cơ giảng ngón cái dài là chỗ này, còn gân cơ giảng ngón cái ngắn nó nằm phía trong này. Chúng ta bằng cách cho bệnh nhân gấp duỗi tức là giảng và khép cái ngón tay cái đấy, chúng ta rờ vào rồi giảng khép đi, thì chúng ta sẽ thấy một cái cục gân nổi lên và co duỗi. Khi bệnh nhân khép và duỗi, chúng ta sẽ xác định được cái bờ trong rồi, thả lỏng, chính là điểm này, hoặc điểm này chính là điểm giữa đây, hoặc đây là chính là điểm giữa của cái lòng bàn tay và mu bàn tay, chỗ cái da màu đen và da màu hơi hồng. Đấy là ngư tế. Tiếp theo là huyệt thiếu thương. Huyệt thiếu thương thì nó ở góc của góc ngón tay cái, cắt cái góc này 0,2 mm. Rồi, như vậy chúng ta đã có đầy đủ 11 huyệt. Chúng ta kể nối lại các cái điểm huyệt với nhau. Bờ ngoài của cơ nhị đầu các bạn nhé. Rồi, ok, tôi sẽ châm demo cho các bạn xem luôn. Đối với huyệt trung phủ và huyệt vân môn thì chúng ta châm check ra ngoài nhé. Đấy, check ra ngoài. Còn nếu bạn nào muốn cho bệnh nhân lùng phổi chơi thì cứ châm thẳng vô, không sao cả. Rồi, đối với huyệt đây, thiên phủ vị hiệp bạch thì chúng ta có thể châm check hơi thẳng đứng cũng được, nhưng mà tránh tình mạch đầu. Hai huyệt này điều trị ho, hen, đau vai, cánh tay, viêm quanh khớp vai hay đau vùng vai trên. Huyệt hiệp bạch và xích trạc chúng ta xác định này. Ở đây này, thấy chưa? Đây là cái bờ ngoài cơ nhị đầu này. Đấy, một huyệt đây, một huyệt đây. Đây là tình mạch đầu, thì chúng ta tránh cái tình mạch đầu đi. Chúng ta có thể châm theo chiều xuống hoặc là châm thẳng đứng vào trong. Đối với huyệt xích trạch. Huyệt xích trạch. Đây, chính là huyệt xích trạch. Huyệt xích trạch cũng có tình mạch đầu, các bạn cẩn thận. Đây là cái nhóm tình mạch đầu và tình mạch nền trong này, và tình mạch chữ M đây. Các bạn cẩn thận. Có thể châm trúng tình mạch thì bệnh nhân sẽ rất đau. Rồi, tiếp theo. Rồi, đây là huyệt khổng tối. Khổng tối này thì bệnh nhân có thể là đau răng, đau đầu, chảy máu cam, hay là đau cánh tay, liệt cánh tay, hoặc là bệnh nhân bị ho hen suyễn, có thể châm huyệt này được. Tiếp theo là
Rồi, liệt khuyết. Chú ý ba nhóm huyệt này. Liệt khuyết, kinh cừ thì chúng ta châm 0,3 thốn, 0,3 thốn. Chúng ta không châm sâu cái nhóm huyệt này. Và chúng ta châm hướng lên trên hoặc hướng xuống dưới tùy cái thể bệnh của bệnh nhân. Đấy. Một xí thôi, không châm nhiều. Chúng ta châm nông thôi. Rồi, vì cái huyệt thái nguyên nó nằm ở đây rồi thì mình không châm nữa. Thái nguyên các bạn châm chéo xuống dưới xí, làm sao cho vô cái rãnh của xương quay và xương thuyền. Ngư tế chỉ châm huyệt ngư tế thôi nha, còn huyệt thiếu thương thì thôi, thiếu thương khá đau đấy. Hình như không cho đòi châm hết luôn. Chúng ta chỉ châm để mô ngư tế thôi. Rồi, ok. Như vậy là ok, chúng ta đã châm xong đường kinh thủ thái âm phế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn nhớ follow kênh của tôi nhé. Ok.